Mà xin chào cả nhà. Hôm nay em lại lên cho bác một con bếp ga với thương hiệu là Paloma, hàng đã qua sử dụng của Nhật các bác nhé. Tuy đã qua sử dụng nhưng mà với thiết kế nội thất và ngoại thất của con bếp này thì không có gì phải chê cả các bác ạ. Con bếp này là mặt men và nốt nhấn của Paloma các bác nhé. Với thiết kế của người Nhật thì bếp dù đắt tiền hay là rẻ tiền thì nó đều có tính năng là cạn nước tắt bếp, gió thổi tắt bếp và tự động khóa ga rất an toàn các bác nhé. Đây, sau đây em xin giới thiệu về các bộ phận của con bếp ạ. Đây là kiềng của bếp các bác nhé. Kiềng thì nó thiết kế bằng thép không gỉ ạ. Đây nhé, kiềng bằng thép không gỉ các bác nhé. Rất bền bỉ theo thời gian ạ. Đây. Đây là họng bếp các bác nhé, họng bếp bằng đồng, độ bền theo thời gian thì cực kỳ lâu cả nhà, nên cả nhà cứ yên tâm về cái đánh lửa này các bác, nó 5, 10 năm, 20 năm thì cái họng, cái bộ chia lửa nó cũng không hề bị hỏng các bác nhé. Còn đây là cái nơi thoát khói của lò nướng các bác ạ. Với con của Paloma thì thiết kế lò nướng nó rất là dài, rộng. Cái thoát khói này nó thoát như một lớn nên là mình không lo về có mùi ga gì đấy. Bây giờ em sẽ test các tính năng của bếp cho các bác xem. Trước tiên là em sẽ thử tính năng cạn nước tắt bếp cho các bác cùng xem. Khi các bác mới nhận bếp nhà em về thì các bác, lúc các bác bật bếp thì các bác chịu khó nhấn lâu hơn một xíu để chúng ta nạp ga vào đường dẫn các bác nhé. Còn các lần sau thì mình cứ nhấn bình thường thôi ạ. Đây các bác ơi, ngọn lửa xanh nên rất là nhẹ. Những cái nốt của con bếp này là nốt cản quang các bác nhé. Rất là đẹp, thiết kế tinh xảo của người Nhật đây các bác. Nó tuyệt vời không ạ? Lò nướng mặt kính để mình có thể nhìn được thức ăn khi mình nướng bên trong này. Tăng giảm ga này. Nó tuyệt vời không ạ? Tăng giảm này. Đấy. Tăng giảm ga của con bếp bên phải này. Còn đây là nút điều khiển lò nướng các bác nhé. Với con bếp này thì cực kỳ thông minh. Nó có nút khóa trẻ em các bác ạ. Khi mà mình nấu xong, mình có thể khóa như thế này thì con mình sẽ không thể đụng vào bếp, không bật được nữa các bác nhé. Đây này, em đang khóa lò nướng thì trẻ con không bật được lò nướng các bác ạ. Mặc dù ga mình vẫn đang mở nhưng mà cái lò nướng này mình đã khóa thì con mình cũng không được đụng, không được bật được. Đây, em sẽ nhận được tín hiệu của con bếp bên phải đã tắt bếp và con bếp bên trái cũng đã tắt bếp các bác nhé. Bây giờ chỉ cần đợi tín hiệu nó báo khóa ga là em sẽ test tính năng cho bác xem. Đèn đã báo đã khóa ga các bác nhé. Bây giờ em sẽ thử xem bếp đã khóa ga cho các bác xem. Ga đã khóa tuyệt vời các bác. Còn con bếp bên trái nữa đã khóa ga tuyệt vời không các bác. Bây giờ em sẽ thử tính năng, em sẽ tắt bếp và thử tính năng gió thổi tắt bếp cho các bác xem. Với tính năng gió thổi tắt bếp thì đây ạ, em sẽ giảm nhỏ ga để em thổi cho nó dễ các bác nhé. Đây là tăng giảm ga này, tuyệt vời không ạ? Khi mình muốn nấu gì nhanh thì mình cho tăng ga, và khi mình cần hầm thức ăn gì mình cho nhỏ ga lại, rất tuyệt vời ạ, rất đơn giản nhẹ nhàng này. Đây các bác ơi, có tuyệt vời không ạ? Bây giờ mình thử tính năng gió thổi tắt bếp của con bếp bên phải cho các bác xem. Đấy. Sau khi đèn tín hiệu khi nào báo thì em sẽ thử tính năng đấy cho các bác. Đây, gió thổi tắt bếp thì tính năng khóa ga nó sẽ nhanh hơn là cạn nước tắt bếp các bác nhé. Đèn tín hiệu đã báo rồi ạ. Bây giờ em sẽ thử cho các bác xem. Có tuyệt vời không ạ? Ga của con bếp bên phải đã khóa và bây giờ em thử tính năng gió thổi tắt bếp của con bếp bên phải. Đây. Tăng ga, giảm ga, rất nhẹ nhàng, dễ điều khiển các bác nhé. Mình có thể mua cho bố mẹ mình những cái bếp này rất dễ sử dụng. Đây ạ.
Rồi. Khi nào đèn đỏ tín hiệu này báo thì tính năng khóa ga tự động là được kích hoạt. Với tép gió thổi tắt bếp thì khóa ga nó sẽ nhanh hơn một chút so với cạn nước tắt bếp và khóa ga. Các bác đợi đèn tín hiệu báo và em sẽ thử cho các bác xem. Trong quá trình đợi thì em sẽ cho các bác xem lò nướng của con bếp này. Với ba bộ phận là khay nướng này, vỉ nướng và mặt kính này. Mình có thể tháo ra dễ dàng vệ sinh và lau chùi ạ. Rất dễ dàng vệ sinh và lau chùi các bác nhé. Đây bây giờ sẽ test tính năng gió thổi tắt bếp của con bếp bên trái. Ga đã tự động khóa các bác nhé. Có tuyệt vời không ạ? Giờ em sẽ cho các bác xem cái lò nướng nó lửa như thế nào. Đây, em sẽ lôi cái khay nướng ra cho các bác xem. Đây, em đang khóa chị em, giờ em mở khóa chị em này. Khi nào các bác mới nhận bếp về, các bác test bếp thì các bác chịu khó là nhấn lâu hơn một chút để xem tính năng lò nướng như thế nào. Đây các bác nha, đây là lửa lò nướng ạ. Những vạch lửa rất là xanh. Đây, còn bên trong của lò nướng như mới, như chưa sử dụng các bác nhé. Có tuyệt vời không ạ? Khi mà lửa như thế này thì giúp đồ ăn, đồ nướng của mình nướng sẽ được nhanh hơn, đều hơn các bác nhé. Đây, và khói của lò nướng nó sẽ thoát ra từ cái khay này ạ. Các bác thấy không ạ? Sau đây sẽ quay cái thành vách con bếp cho bác xem. Thành bếp đây các bác nhé, rất là đẹp ạ, tem mát chuẩn Nhật luôn các bác nhé, tem nguyên của Nhật. Đây, thành vách bên trái ạ, rất đẹp các bác nhé, tem mát chuẩn Nhật luôn các bác nhé. Các bác cứ yên tâm về chất lượng bên bếp nhà em. Khi các bác nhận bếp thì các bác được test bếp, sau đó là các bác mới thanh toán tiền cho bên shipper các bác nhé. Các nào có nhu cầu về bếp ga Nhật, các hàng về Nhật bãi thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0973 582 575. Số điện thoại em sẽ ghi trên màn hình ạ. Vâng, em Hoa xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.